như các bạn đã biết, vừa qua thì Growcheck Foxy Thái Lan nó đã mở cửa và cho phép các game thủ đăng ký trải nghiệm cái phiên bản PopPC có cấu hình có yêu cầu cái cấu hình máy tính nhẹ hơn rất là nhiều. Có lẽ là sẽ phù hợp với các bạn ở Việt Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiến hành đăng ký để được phép trải nghiệm cái phiên bản game này. Đầu tiên các bạn vào trang chủ PUBG Thái Project. Đây. Các bạn có thể thấy ngay cái cấu hình tối thiểu rất là thấp. Một chip Core i3. Càng onboard cũng đã các bạn có thể chơi được rồi. Còn bên đây là cái cấu hình chơi được max setting. Cấu hình max setting của họ cũng so với cái bản chính thì nó cũng thấp hơn rất là nhiều. Đây, các bạn thấy cấu hình. Ở đây các bạn có thể sẽ dịch sang hoặc đăng ký trải nghiệm, các bạn bấm thẳng lên này. Chờ một tí nó load rồi. Đây. Ô đầu tiên các bạn sẽ gõ vào cái họ tên của các bạn hay gõ cái gì cũng được. Hai là họ độ tuổi của bạn. Đây là các bạn nhập vào số điện thoại của các bạn. Ok, địa chỉ email. Các bạn gõ làm lần nữa địa chỉ email để xác nhận. Đây họ hỏi rằng các bạn đã chơi có một phiên bản nào của PUBG chưa? Các bạn dọn trong một tiên là có. Tương tự dòng thứ hai các bạn chọn dòng trên luôn. Bên đây là các bạn hỏi bên họ hỏi là các bạn nạp bao nhiêu tiền một tháng. Tiền Thái Lan thì mình có phải người bên Thái đâu mà nạp tiền Thái, các bạn cứ chọn đại đi. Hệ điều hành các bạn đang sử dụng, tôi đang sử dụng hệ điều hành Win 10 16 bit. Ở đây thì họ hỏi các danh sách game PC mà hiện tại mình đã chơi hoặc đang chơi. Bạn có thể khai báo book của Steam chẳng hạn. Bên đây là dòng game, các cái game mobile các bạn đang chơi. Đây họ hỏi cái lý do mà bạn đăng ký trải nghiệm. Cái này thì các bạn không biết tiếng Thái thì các bạn có thể vào Google Trang. Các bạn gõ tiếng Việt. Ở bên này các bạn chuyển sang tiếng Thái. Dòng này họ hỏi bạn có muốn tham gia các hoạt động PR cho game ở tại Thái Lan hay không thì các bạn chọn không. Các bạn check qua hai rồi, ô này đồng ý.
và bấm vào nút hoàn thành. Các bạn chờ một tí sẽ hiển thị ra cái thông báo này là các bạn đã đăng ký thành công, và các bạn chỉ việc chờ họ duyệt và sẽ có gửi email cho bạn. Rồi để các bạn xem. Quá trình chúng ta đăng ký trải nghiệm vậy là thành công, thì các bạn chỉ việc chờ họ gửi mail thôi. Cái đó là phụ thuộc sự may mắn của mỗi người. Chúc các bạn may mắn và có được cái trải nghiệm game sớm nhất.